Cầu thủ Saudi Arabia tân bóng búng tai chờ đấu đội tuyển Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Herver Renard cho thấy tinh thần rất thoải mái trước cuộc đọ sức với đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình vào tối ngày 16 tháng 11. Tối ngày 15 tháng 11, tuyển Saudi Arabia có buổi tập làm quen sân chính Mỹ Đình, chuẩn bị cho trận tái đấu đội tuyển Việt Nam tại bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Buổi tập của đội tuyển Saudi Arabia diễn ra rất vui vẻ, các cầu thủ chơi nhiều trò chơi, trong đó có cả tân bóng búng tai. Bên cạnh đó, các cầu thủ còn đạp xe đạp để tập thể lực, các thành viên ban huấn luyện còn phơi áo ở khu vực cầu môn và khu vực kỹ thuật để chụp ảnh. Trong khi đó, huấn luyện viên Hover Renat cùng các trợ lý cùng nhau biểu diễn kỹ thuật với các bài tân bóng hay chơi bóng chuyền bằng chân, huấn luyện viên Hover Renat không phải là gương mặt xa lạ khi từng dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định ở mùa giải 2004 so với trận đấu với tuyển Việt Nam ở lượt đi, Saudi Arabia có khá nhiều sự thay đổi về nhân sự. Thủ môn Mohamed Anwais, trung vệ Yasser Ansarani và tiền vệ Abdullah Otey đều vắng mặt vì lý do chấn thương. Bên cạnh ba sự vắng mặt trên, huấn luyện viên Renat còn loại đi ba cái tên khác gồm Mohamed Ankhabrini, Abdullah Madu và Abdullah Al Hamdan vì vấn đề chuyên môn. Tất nhiên tốt hơn nếu đội tuyển được thi đấu đầy đủ nhưng chúng tôi có nhiều cầu thủ tốt. Đây là cơ hội tốt để làm việc với đội bóng có nhiều cầu thủ kỹ năng tốt và tài năng, huấn luyện viên Herve Renat nói, thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng Saudi Arabia vẫn được đánh giá rất cao trong trận tái đấu đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình. Tính đến hết lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Saudi Arabia là một trong ba đội bất bại, cùng với Iran và Hàn Quốc, chúng tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam họ chỉ thu một bàn trước Nhật Bản, Australia, Trung Quốc. Đó là một đội tuyển tài năng. Trận tới sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi sẽ chơi tập trung, tự tạo thêm nhiều động lực hơn nữa để hướng tới mục tiêu của mình là giành 3 điểm, huấn luyện viên Hervé Renat tự tin cho biết. Cuộc đo sức giữa đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia diễn ra vào 19 giờ ngày 16 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình trận này ban tổ chức mở cửa cho khoảng 12.000 khán giả vào sân với các biện pháp phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt.